Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của KTC. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi tới các bạn những cái chuỗi video phân tích về xu hướng của thị trường crypto trong cái thời gian ngắn hạn sắp tới. Đấy, thì như các bạn có thể thấy hiện tại giờ BTC đã tăng khá là cao rồi, về đến vùng 28-30K. Đây cũng là vùng có hỗ trợ kháng cự khá là mạnh. Thì có thể ở đây nó sẽ xuất hiện câu chuyện là pullback, tức là sẽ còn có một đợt bán tháo điều chỉnh ở khu vực này. Và khi giá về đến khu vực này rồi thì các bạn phải cẩn thận trong câu chuyện là các bạn mua. Còn bán thì các bạn cũng sẽ phải cân nhắc, bởi vì là thực sự đến bây giờ mình cũng chưa thấy nhiều tín hiệu của bán lắm. Nhưng nếu mà tại vị trí này là cái vùng kháng cự mạnh là vùng 28-30K, thực ra thì giá nó sẽ không còn đi được quá xa nữa đâu. Có thể đâu đó có một nhịp đâu đó có thể nhảy lên 30K, thì sau đó có thể là giá sẽ quay đầu điều chỉnh một chút. Thì ở thời điểm hiện tại thì mình khuyên các bạn là nếu như các bạn đã có hàng ở bên dưới rồi thì chúng ta vẫn có thể gom được, hoặc là chúng ta có thể có động thái chốt lời một phần còn lại gom tiếp. Còn những ai chưa mua được, còn những ai chưa có hàng tí nào cả thì chắc chắn là vùng này là chúng ta sẽ không bỏ hàng được. Đấy, bởi vì vùng này là giá đi rất là cao rồi thì chúng ta không thể bỏ hàng đây, vì rủi ro nó nhiều hơn so với lợi nhuận kỳ vọng đạt được. Đấy, kỳ vọng lợi nhuận đâu đó rất là thấp, nhưng mà cái rủi ro quay đầu thì có thể bên dưới này rất là xa. Thì với thời điểm này mình khuyên các bạn là không nên mua vào nữa. Còn cái việc mà chúng ta có bán khống hay không thì thực ra thì cũng có thể cân nhắc, nhưng mà đến thời điểm hiện tại này thì mình thấy được là bên bán chưa thực sự quay lại quá mạnh mẽ, cũng chưa có một cái dấu hiệu nào đủ để có thể được là chúng ta nhảy và chúng ta bán ở đây để ăn một con sóng điều chỉnh. Thì thời điểm hiện tại thì vẫn là chủ yếu là ngồi bên ngoài nhìn xem là cái xu hướng tiếp theo sẽ như thế nào, xem những cái tín hiệu nào sẽ xuất hiện tiếp theo, bên nào sẽ như thế để chúng ta có thể xử lý và action. Nếu mà ai có hàng thì các bạn có thể tiếp tục giữ, có thể chốt lời một phần và sau đó tiếp tục giữ. Còn những ai chưa có hàng gì cả thì chúng ta không nên hành động gì thời điểm này, bởi vì có hành động thời điểm này thì nó đã quá cao rồi, giá mua nó không còn đẹp nữa. Và ok, thì nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên nhấn quả chuông bên cạnh. Ngoài ra thì nhớ join cái nhóm Telegram, group Facebook của mình ở trong phần mô tả, gọi là trong phần dưới video. Rồi, sau đây thì chúng ta sẽ đi vào cái định hướng của BTC trong cái thời gian sắp tới. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phân tích qua một chút về cái nến tuần. Thực ra nến tuần vừa rồi đóng khá là mạnh. Trước đó là một cây nến pin 3 đúng không? Rút chân lên, sau đó là kết thúc tuần lại bằng một cây nến tăng xanh khá là mạnh. Đóng cây nến khá là mạnh đấy. Thì với cái nến tuần kết thúc như này thì thằng mua đang rất là mạnh mẽ. Thường thì nếu như mà nó chưa đi quá xa thì với cái nến này thì mình thấy được khả năng BTC vẫn sẽ còn lên nữa, nó sẽ còn một lực đẩy nữa, vẫn còn một cái đợt tăng nữa, thì nó chưa kết thúc ở đây. Nhưng do là sao? Do là BTC đã là một đà tăng trưởng dài rồi, tăng quá nhanh rồi, và nó cũng đang ở khu vực 28-30K, là cái vùng hỗ trợ kháng cự tương đối là mạnh. Hiện tại bây giờ đang 28K, thì đâu đó trước nó là 28K, 28 điểm cao nhất là 28K6, thì đâu còn 30K, thì theo mình đánh giá chung cái vùng này là vùng 30K thôi. Đấy, thì trong cái vùng 30K này, mặc dù là cái tín hiệu trước đó tăng rất là mạnh, tín hiệu nến tăng rất là mạnh, cái cửa tăng thì vẫn còn, nhưng mà do nó về cái khu vực 30K là cái vùng kháng cự mạnh. Cái thứ hai cũng là một đợt tăng mạnh từ trước đó nữa rồi, thì có khả năng ở đây BTC sẽ tiếp tục khó có thể tăng cao, tiếp tục khó có thể tăng cao nữa, thì cái vùng này thì các bạn nên cân nhắc. Thực ra vùng này thì mình như nói nó từ đầu video rồi, thì vùng này thì nếu như còn hàng thì có thể là chốt lời một phần, còn đâu giữ hoặc là giữ đất cũng được. Thời điểm hiện tại không có hàng thì tuyệt đối là ở đây không mua được, trừ khi bây giờ nó pull back đâu đó có thể là quay về test về 25K, xong trú vững ở 25K thì lúc đấy mới tính tiền được. Còn ở thời điểm hiện tại này thì không thể mua vào nữa, bởi vì giá nó cao, rủi ro rất là nhiều, nên là nhảy vào mua ở đây thì nó sẽ rất là phiêu lưu. Đấy, các bạn cân nhắc và lưu ý. Đấy, thì trên đây là cái biểu đồ tuần, đến tuần vừa rồi thì đóng khá là đẹp, cũng khá là đẹp, khá là mạnh cho cái xu hướng mua. Nhưng mà do nó gặp cái vùng kháng cự mạnh nên là mặc dù là cái đóng lên tuần khá là mạnh, nhưng mà mình cũng sẽ không có tư duy lên nhiều lắm đâu, cả có lên một nhịp nữa thôi, có thể đâu đó xiên lên một nhịp đó 30K, sau đó có thể là sẽ quay trở lại. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang biểu đồ nến ngày. Biểu đồ nến ngày thì tuần vừa rồi thực ra đóng cái nến như này thì thực ra thì nó cũng không có nhiều tín hiệu lắm. Với những cái nến ngày nó ở sideways ở cái vùng 27-28K này, nó vẫn đóng những cái nến đi ngang sideways.
Hôm qua thì đóng một cây nến này thì nó thể hiện cái sự trung lập, tức là thằng bán và thằng mua nó cân bằng nhau. Đấy, hai thằng dâu trên dâu dưới bằng nhau này, cái thân nến này khá là nhỏ này, hai thằng đang đánh nhau đây nhưng mà thực sự là không có thằng nào chiếm như thế cả. Đấy, thì cây nến ngày hôm qua thì nó cũng không phải là tín hiệu quá là mạnh mẽ. Xuống hiện tại trên D1 thì nếu mà các bạn nhìn nến đấy, các bạn sẽ không thấy được cái thằng bán nó quay trở lại, thằng mua nó vẫn đang là như thế, nó vẫn đang giữ giá trên đây, thằng bán đang cố đẩy lại đấy, nhưng mà thực sự chưa đẩy một cái tín hiệu nó quá mạnh mẽ, chưa thực sự mạnh mẽ. Nên là thời điểm này thì như mình đã nói, chúng ta vẫn phải theo dõi thêm thôi. Nhưng mỗi lời khuyên vẫn là gì, vẫn là không nên mua vào thời điểm hiện tại. Nếu mua bên dưới thì giữ, còn không thì thời điểm này chúng ta cũng action. Trên D1 thì sẽ không có nhiều tín hiệu đâu các bạn. Đây, thứ ra chuyển sang H4 xem có cái gì không. H4 thì cũng không có gì nhiều cả. Đi lên lên đây. Lần thứ hai, H4 thì có một chút là đó chính là đây. Tăng lên này. Điều chỉnh một chút này, tăng lên này. Lại xả trở lại này. Xong lại tăng lên tiếp này, xong bây giờ lại xả trở lại này. Thì trên H4 đâu đó manh nha, một cái xu hướng có thể giảm nhưng mà nó vẫn đang nằm trong cái xuống tăng, nó vẫn là một cái trendline tăng đấy, các bạn thấy đấy, nó trong trendline, bây giờ nó phá cái trendline tăng này cơ, trong nhỏ thực ra cái trendline nhỏ này thì ra thì nó không phải một cái gì nó quá mạnh mẽ đâu, nhưng ít nhất là nếu nó phá cái trendline nhỏ này đây thì có thể nó sẽ quay về, nó test lại đáy này chẳng hạn, đâu đó có thể 25 26k gì đó. Thì trong cái xu hướng hiện tại này thì cấu trúc trong nhỏ trong H4 thì các bạn thấy được là nó lên lên nó tạo thành hai đỉnh, nó test đây không phá lần hai này, xong bắt đầu nó đi xuống này, xong hồi lên này, xong lại tiếp tục bị bán xuống này. Thì cái xuống nhỏ này cũng thấy được là có thể manh nha đâu đó thằng bán đang quay trở lại đây. Nhưng mà tóm lại thì công bài hôm nay thì trong cái video ngày hôm nay thì chủ yếu là chúng ta sẽ thấy được cái việc là BTC đã tăng rất là cao rồi, tăng rất là cao, rất là xa rồi. Các khung thời gian như là V kép này, V kép trước đó nó đã vô vùng quá bán này. D này, D đã vùng quá bán này. H4 cũng vào vùng quá bán và thậm chí còn xuất hiện phân kỳ nữa. Đấy, thì thời điểm như này thì tất cả các khung vực quá bán thì thực thời điểm này thì nó khi mà xuất hiện vực quá bán hoặc là suy xuất hiện phân kỳ thì không có nghĩa là nó sẽ đảo chiều, nó sẽ quay đầu đi xuống, mà nó xuất hiện những cái thứ này là có nghĩa là báo hiệu cho việc ta là cái xu hướng nó đang bị yếu đi rồi, nó không còn mạnh mẽ như trước nữa. Đấy, nó không phải câu chuyện là thị trường nó sẽ quay đầu, nhưng mà tại đấy nó đã yếu đi và tại thời điểm đấy là chúng ta không còn lên mua vào nữa. Đấy, chúng ta phải đứng bên ngoài, kể cả nó tăng nữa kệ nó. Đấy, xuất hiện phân kỳ, xuất hiện vào vùng quá mua quá bán không có nghĩa là nó đã quay đầu, đôi khi giá nó còn tiếp tục tăng lên nữa, nhưng với thời điểm như thế khi mà giá nó vào vùng đấy, khi mà giá nó ở cái vùng quá bán quá mua rồi thì chúng ta không còn giao dịch tại thời điểm đấy nữa, theo cái hướng đang đi lên của nó còn mua nữa, chúng ta đứng ra bên ngoài nó xem xét xem tình huống hiện tại như thế nào. Rồi thì nói chung là phân tích qua một vòng thì thực ra thì nó cũng có quá nhiều tín hiệu để chúng ta đánh giá xem thị trường nó sẽ đi về đâu tiếp. Ở vùng này thì thực ra là mua hay bán đều rất là dở. Mua thì chắc chắn là không bởi vì đã tăng quá cao rồi. Bán thì chưa thực sự thấy một cái tín hiệu nào rõ ràng của bên bán quay trở lại để mà chúng ta có thể sọt từ đây để ăn con sóng điều chỉnh. Thì các bạn mua bán long sọt ở đây các bạn phải lưu ý và các bạn phải cân nhắc thật là kỹ. Tính toán là sao cho hợp lý được. Thực ra thì câu chuyện là mua hay bán long hay sọt thì nó cũng không có cái barem nào, cũng không có cái câu chuyện là chúng ta không được mua ở đây hay là không được bán ở đây, mà chỉ có cân nhắc trong câu chuyện là nếu như bán ở đây hoặc mua ở đây thì rủi ro nó sẽ như thế nào, tỷ lệ kèo thắng mình cảm thấy có cao hay không, thế thôi. Nếu cảm thấy được thì nó chiếu nó bình thường, nhưng với mình vùng này thì nó không rõ ràng, và cái thứ hai là điểm bán điểm nó không có đẹp lắm nên là mình không lựa chọn, mình giao dịch lựa chọn đứng ngoài nhìn. Mua được cái bên dưới thì có thể gồng lên đây thì có thể chốt lời một phần, còn lại gồng một tiếp. Đấy, thì trên đây là cái nhận định cũng như là cái đánh giá của mình, một anh nó qua lại một chút định hướng lại cho em một chút thôi, chứ còn về xu hướng thì từ thời điểm này nó cũng rất là khó nhận định. Đấy, thì sau đây thì mình sẽ chuyển sang một số cái thị trường khác, nói qua một chút về là về đôm. Đôm thì như mình đã nói đây, đôm hiện tại nó vẫn đang quay trở về, nó đang phi về cái vùng 4950 này, nó test nó về gần đến vùng này rồi, thì đây chính là cái vùng hỗ trợ kháng cự của BTC đôm. Thì, như mình đã nói, nếu mà BTC tăng mạnh, nhanh và mạnh như này thì chắc chắn là altcoin sẽ bị hút máu rất là nhiều. Thì nếu như anh em nào mà đang làm ở BTC thì chắc chắn các bạn sẽ hiểu được cái câu chuyện là alt trên BTC đang bị giảm rất là nhiều. Alt trên USDT có thể không giảm, nhưng alt trên BTC đang bị hút máu rất là nhiều, bởi vì BTC tăng mạnh dòng vốn nó sẽ chuyển sang BTC, nó sẽ bán altcoin để làm ở BTC để có lời hơn, có lợi nhuận nhiều hơn, thế là altcoin sẽ bị hút máu.
Thì đấy chính là lý do mình bảo các bạn là khi mà ancoin đâu đó vùng 43 này, mình đã nói các bạn là ancoin có thể hút máu rất là nhiều. Ancoin có thể sẽ tức là Dome nó sẽ tăng mạnh và ancoin sẽ hút máu trên BTC. Ví dụ ngày xưa là số an chúng ta nắm giữ đang đổi được 10 bit, nhưng bây giờ là thực tế là chỉ đổi được 8 bit hoặc là 7 bit thôi. Đấy, thì đấy là câu chuyện an trên BTC hút máu nó là như thế. Đấy thì trong cái video gần đây nhất đâu đó là chủ nhật hoặc là thứ hai gì đấy, thì trong cái livestream của nó các bạn là các bạn cũng có thể là bắt tạm một ít an co rồi. Câu chuẩn xác của mình sao số anh em nói là anh kia bảo bắt an co được rồi, nhưng mà câu nói đấy không đủ ý các bạn, không không chuẩn ý. Nó phải là thực ra thời điểm này vẫn còn rất là sớm để chúng ta bắt an coin, nhưng thực sự nếu như anh em muốn mua, anh em muốn bắt một an coin nào đấy thì thực ra các bạn cũng có thể bỏ ra đâu đó một ít, đâu đó từ 10 20% hoặc là nhiều là 30% để các bạn bỏ vào các bạn mua dần đó, thì đấy mới là chuẩn ý. Cũng là mua nhưng thực ra là chúng ta đang dò thôi, cho nó dò nó bắt thôi, chứ còn cũng chưa ai dám chắc. Khi nó về đến vùng 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 vùng, vùng trước là vùng 50 này rồi thì khả năng ở đây nó sẽ pull back lại, thì khi đông pull back, khi mà BTC giảm một chút thì có thể ancoin sau khi hút máu mạnh nó sẽ hồi phục trở lại, thì các bạn nhảy vào bỏ một ít tiền để các bạn bắt chiếc một chút cũng được. Đó, chứ không lên vào quá nhiều, và quá nhiều thì mình chưa dám chắc, nhưng mà bỏ ra một chút là đâu đó 10 20 30% để chúng ta nhảy vào chúng ta bắt ở đấy, thì sau đó có thể là đôm sẽ quay đầu trở lại và có thể an nó sẽ hồi phục trở lại. Thì chúng bắt một ít trước thì nó chắc là cái tiền đề rất là tốt để chúng ta có một cái vị thế vào đẹp, đó là như vậy. Đấy, thì với Dome thì sắp tới mình thấy được là khả năng khi mà nó test lên lại cái vùng kháng cự mạnh như rồi thì khả năng Dome nó sẽ điều chỉnh xuống một chút, để chúng một chút nó có thể do BTC giảm, nhưng mà sau một đợt ancoin hút máu dài như vậy thì BTC nó có thể đâu đó sẽ điều chỉnh về vùng bên dưới, xong bắt đầu sideways, xong rồi tạo môi trường thuận lợi cho ancoin bay. Đấy thì đấy chính là cái câu chuyện mà mình vẫn đang chờ đợi, và mình vẫn đang chờ một mùa ancoin. Nó chắc mình nghĩ chắc nó sắp đến rồi. Câu chuyện là có chắc chắn hay không thì sau khi để BTC mạnh nhanh và mạnh như này thì thường nó sẽ để ancoin. Đấy, thì đâu đó chắc khoảng tầm dăm bữa nửa tháng gì đấy, nửa tháng tháng nữa thì mình nghĩ là trong khoảng thời gian đấy thôi thì anh em action một chút được, và vào nhiều thì các bạn phải cân nhắc và cân nhắc cho nó kỹ rồi. Đấy là Dome, mà đấy là về thị trường ancoin. Rồi mình chuyển sang Dai. Đấy, thì Dai như mình nói đây, Dai hiện tại vẫn đang là một cái xu hướng giảm, vẫn đang là một sóng điều chỉnh. Đấy, Dome này các bạn thấy được về để test lại vùng hỗ trợ kháng cự này, giảm này, hồi lên này, sau tiếp tục lại bị bán tháo, giờ nó đang quay về đây nó test lại cái đáy này, và nếu phá đáy này thì có thể sẽ quay về đây test hẳn. Nhưng mà hôm nay hình như là có công bố lãi suất, để mình check cho các bạn, có một tin quan trọng là công bố lãi suất nữa, thì để in để chúng ta phải theo dõi thêm thôi, đúng rồi. Đêm ngày thứ tư sẽ họp lại họp công bố lãi suất, thì lúc đó khả năng hôm đấy mình sẽ livestream, mình sẽ định hướng cho các bạn. Thì quay trở lại với lại Dai thì hiện tại khả năng nó vẫn còn một nhịp đâu đó, một nhịp giảm nữa, sau chờ tin công bố lãi suất ra thì có thể nó sẽ chạy tiếp. Cái đấy thì phải chờ tin lãi suất ra thì chúng ta mới có thể dự đoán được, còn hiện tại thì mình nghĩ là Dai thì nó vẫn đang là một cái xuống xuống, tin ra thì có thể nó co giật. Thì nói qua một chút về các thị trường thì anh em trong thời điểm này thì BTC chắc là chờ xem có xu hướng nó rõ ràng gì đấy thì mình sẽ làm video gửi tới các bạn. Còn hiện tại BTC nó vẫn chưa có một cái tín hiệu gì nó rõ ràng về câu chuyện là nó có thể nó điều chỉnh. Cái xuống tăng hiện tại vẫn đang là xuống chính, nó vẫn đang lên. Bây giờ phải chờ xem, mà nếu mà thực sự điều chỉnh thì phải có một cái tín hiệu gì nó rõ ràng hơn thì chúng ta có thể sẽ cắt out ra bên ngoài. Chờ. Còn bán hay không thì còn phải xem xét đó. Nói chung là nếu như thấy tín hiệu đảo chiều có thể điều chỉnh thì có thể tạm cân nhắc thoát hàng. Đấy, thoát hàng ra một tọa một thời gian, xem là nó điều chỉnh về đến đâu. Nếu về bên dưới thì có thể quay mua lại cũng được, hoặc là đấy cũng được, nó là thẻ như thế. Thì nếu các bạn thấy video hay và ý nghĩa hãy cho mình một like, một đăng ký kênh, và đừng quên nhấn quả chuông bên cạnh để các bạn có thể nhận được những video sớm nhất từ mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.